Châu rừng châu Á có thể tàn phá mùa màng. Châu rừng còn có thể ăn các loại thảo mộc, trái cây, vỏ cây, cũng như lá non trên cây và bụi rậm. Không những thế, chúng đôi khi sẽ ăn các loại cây trồng như lúa, mía và đay, gây ra thiệt hại đáng kể. Châu rừng luôn bảo vệ đàn con non của mình, và khi gặp nguy hiểm, những con cái sẽ hình thành một rào chắn ở phía trước để bảo vệ đàn con. Và nếu như tiếp tục bị đe dọa, châu rừng sẽ chạy đến những vùng cỏ cao hoặc những khu rừng. Chế độ ăn của châu rừng châu Á. Châu rừng là loài kiếm ăn có chọn lọc và chúng có thể lang thang trên quãng đường dài trong suốt quá trình gặm cỏ. Hơn nữa, châu rừng cũng có khả năng thích nghi với những vùng nước mặn cao hơn nhiều so với các loài động vật có vú khác. Ngoài ra, châu rừng châu Á còn thích những rừng cây rậm rạp để đến gặm cỏ hoặc lá non vào ban ngày. Trong khi đó, chúng cũng sẽ kiếm ăn ở những khu rừng và đồng cỏ thưa vào ban đêm.